Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 30. Chương 291. Quãng đời còn lại, đừng khiến mình oan ức. 1. Một cụ già đỡ một cụ già khác đi bộ trên đường. Bọn họ bước đi rất chậm, nhưng cảnh vật hai bên lại có chút vội vàng. Bây giờ ngủ sao? Rasma hỏi, nhìn Dis, người đang được lão đỡ. Làm sao ông bỏ được? Rasma lắc đầu, hơi không thể hiểu được. Khi có được một món đồ thật sự quan trọng, những cái khác có hay không thì không còn quan trọng nữa. Không, ý của ta là, con người đều thật ích kỷ. Rasma thở dài, cho dù là một lời nói dối, vẫn tin nó đến hết cả cuộc đời. Thật ra lời nói dối có đúng hay không thì không còn quan trọng nữa, phủ nhận lời nói dối rất đơn giản, khó nhất chính là phủ nhận chính mình. Rasma tự chỉ vào bản thân mình, ví dụ như ta, nếu phát hiện bản thân mình mắc sai lầm, ta sẽ lựa chọn cách giả ngốc. Sai thì cũng đã sai rồi, đâu xảy ra chuyện gì to tát. Ta cũng từng nghĩ như vậy, sau đó thì sao? Sau đó ta ngưng tụ các mảnh thần cách gia viên thứ hai. Rasma nghe vậy thì chỉ im lặng, rất đau đớn. Cho dù có tin hay không tin, hoặc lựa chọn tránh né nó cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. Nó là đang chỉ đến cái gì? Kỷ luật. Rasma gật đầu hai lần, cho nên đây gọi là hạnh phúc thống khổ sao? Hạnh phúc chỉ là vẻ bề ngoài dễ dàng phai nhạt, nỗi đau bên trong là tồn tại vĩnh viễn. Nhìn ba người bọn họ hôm nay, nếu đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ để đối phương làm càn như vậy. Bọn họ hôm nay càng cho ta dung túng, lại càng chứng minh tầm quan trọng của các mảnh vỡ đối với thần điện kỷ luật hiện tại. Ta không có tư cách đi vào, cho nên ta không biết. Rasma nói. Ông biết không, thần điện và giáo hội nhìn như là một, nhưng thực tế lại là hai thế giới khác nhau. Lúc này, Dis đè tay Rasma xuống. Rasma thả chậm bước chân, tiết tấu cảnh vật xung quanh cũng chậm dần. Dis mở miệng nói, chiếc xe trông như thế nào? Rasma gần như không suy nghĩ đáp, tín đồ. Sau khi trả lời, Rasma thậm chí cười lớn thành tiếng. Rất khó tưởng tượng nổi đại tế tự của giáo hội kỷ luật vậy mà nói những lời như này. Người lái xe đâu? Ta. Rasma trả lời. Dis lắc đầu, nói, ông không xứng. Ta thật sự rất ghét nói chuyện với ông, Dis. Là trưởng lão của thần điện, chủ tiệm thịt là. Rasma chỉ lên trời. Vậy tình hình bây giờ là như thế nào? Rasma nghi hoặc nói, cuối cùng người nào đã xảy ra chuyện? Ông cũng biết có người xảy ra chuyện sao? Ta và ông không giống nhau, ông dành nhiều thời gian ở thành phố La Giai, ta dành phần lớn thời gian cho giáo đình, ta có quyền hạn có thể xem tất cả các nội dung văn hiến có trong giáo. Hơn nữa, đó cũng không phải là bí mật gì. So với cảnh tượng lộng lẫy của các vị thần tranh nhau xuất hiện trong thời đại trước, trong ghi chép của thời đại này, nó ít đến đáng thương, không, có thể nói là gần như không có. Kết quả là bây giờ chỉ làm một lễ nghi thần, dáng thế thôi cũng đủ làm náo loạn khắp nơi. Ví dụ như trận ở thành phố Belwin vài tháng trước. Ha, nếu như đặt ở kỷ nguyên trước, tại thời kỳ chân thần, hung thần, tà thần làm loạn, thì một nghi thức giáng thần là cái thá gì chứ? Ông cảm thấy như thế nào? Dis hỏi, là nguyên nhân gì khiến điều đó xảy ra? Các chủ đại giáo hội suy đoán có thể là quy tắc của thế giới này đã xảy ra một chút thay đổi, khiến cho thần không thường xuyên giáng xuống giống như những kỷ nguyên trước. Nhưng cụ thể vẫn không biết chuyện này có thật hay không, nếu như là dựng lên thì là vì cái gì, chuyện này không. Cho nên, thần kỷ luật chúng ta mới càng thêm lo lắng. Dis nói, chắc chắn rằng thần thật sự rất khó để hạ giới. Nếu người đó không phải là thần, cuộc sống của người đó sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng cái này không khớp với lời ví von ông vừa đưa ra. Rasma nói, heo, lái xe, ông chủ cửa hàng thịt. Bởi vì vừa xảy ra vụ xe đầu kéo chở thịt lợn. Ồ, được thôi, lời giải thích rất có sức thuyết phục, vậy nên chỉ cần nghĩ đơn giản rằng ông chủ cần thêm thật nhiều hàng thôi, phải không? Không, cũng không đúng, phải là ông chủ cần thêm thật nhiều xe mới đúng. Mỗi mảnh vỡ ngưng tụ của thần cách có trong trưởng lão của thần điện đều tương đương với một tài xế mang xe tải của mình đến giúp giao hàng. Mảnh vỡ thần cách tương tự như một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa. Đúng vậy. Cho nên vấn điều hiện tại chính là người lái xe không thiếu, thứ thiếu chính là xe tải.
Phải, tại sao lại thiếu xe tải? Rasma hỏi. Ta còn tưởng ông sẽ hỏi ta tại sao không đến cửa hàng mua xe. Ông cảm thấy ta ngốc như vậy sao? Dis, ta biết đây là một phép so sánh không phù hợp. Sao ta có thể hỏi một cái vấn đề ngu ngốc như vậy chứ? Rasma dừng một chút, lão nhỏ giọng nói, xe này không thể mua thật sao? Chương 292, quãng đời còn lại, đừng khiến mình oan ức, 2. Thật ra, những mảnh nhỏ thần cách là thứ từ trước đến nay hắn muốn, người lái xe chỉ đến để giao hàng. Người lái xe và chiếc xe xuất hiện cùng lúc, cho nên chúng ta có thể dễ dàng chú ý có ít người lái xe hơn, rất khó chú ý đến thứ gọi là xe tải. Một người lái xe chỉ có thể được gọi là tài xế khi người đó có một chiếc xe. Nhưng ngay cả xe cũng không có, họ chỉ có thể được gọi là. Gọi là gì? Ngươi, đây là lối so sánh chết tiệt gì vậy chứ? Cho nên việc chân thần không còn giáng lâm như những thiên kỷ trước là vì giáo hội kỷ luật chúng ta xuất hiện một sự chênh lệch rõ ràng sao? Ông chỉ sự chênh lệch ở phương diện nào? Giáo hội kỷ luật vẫn luôn rất cường đại. Hội giáo là kỷ luật là một giáo hội chỉ tồn tại hơn một kỷ nguyên. Sở dĩ chúng ta có thể cường đại hơn những hội giáo được truyền thừa hơn hai thế kỷ là gì trong thần điện kỷ luật luật đã bảo tồn các tôn giáo của tất cả các thiên kỷ, mà giáo hội kỷ luật chân chính có năng, lực có thể khiến cho các tồn tại quyền năng thức tỉnh một lần nữa, không phải để điều khiển họ một cách vô thức, mà là thực sự đánh thức họ. Điều này khiến cho giáo hội kỷ luật vẫn luôn là chính hướng. Dùng một đoạn thời gian ngắn từng chút tích góp một lực lượng hùng hậu, bởi vì chúng ta ngay cả người chết cũng không bỏ qua. Nhưng từ khi bước vào kỷ nguyên này, số trưởng lão giáo hội kỷ luật do thần mệnh lệnh năm xưa hầu như đều rơi xuống vực, tình huống này chưa từng xảy ra ở các giáo hội khác. Cho nên ta nghĩ rằng chúng ta là một bộ quy tắc vận chuyển, cũng chính là quy tắc kỷ luật mà chúng ta phụng dưỡng xuất hiện vấn đề. Ở các giáo hội khác đều là tín ngưỡng sinh ra trước, sau đó mới sinh ra thần. Tín ngưỡng và thần thánh bắt đầu tuôn chảy, tạo thành một vòng tuần hoàn. Từ phác thảo trong thần thoại về giáo hội kỷ luật của chúng ta có thể thấy rằng nhóm bạn đồng hành tuân theo thần kỷ luật trong học thuyết đều được đánh thức bởi thần kỷ luật. Mặt khác, tại sao chúng ta lại cho rằng thần kỷ luật đã tự cách trở thần và chúng ta và đặt ra quy tắc cho thần? Bởi vì theo phong cách hành sự của thần kỷ luật là dựa vào ánh sáng để tiến hành trừng phạt. Nên ở thời đại trước, thần lệnh của chúng ta là người săn lùng nhiều thần nhất. Điều này thậm chí còn dẫn đến câu chuyện về dấu trang màu tím. Người cảm thấy đói bụng, người muốn ăn. Ông không phát hiện ra sao, khi các giáo hội lớn khác trở nên lớn mạnh sẽ sinh ra một nhánh mới. Các nhân vật trên các bức tranh tường ban đầu có thể tạo ra các giáo hội của riêng họ. Nhưng nếu nhìn qua tổng quan của thần thoại về trật tự của các vị thần, có thể phát hiện ra từ trước đến nay giáo hội kỷ luật chưa bao giờ sinh ra một nhánh mới. Bởi vì một mình người cũng chưa đủ ăn, há có thể cho phép người ngoài ăn được. Đến kỷ nguyên này, chư thần ít xuất hiện, con mồi của người cũng sẽ không có. Ngoài ra, so với các vị thần chân chính khác, có thể người đã bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa. Bởi vì chuyện này, trước đây người luôn dựa vào quy tắc mệnh lệnh đi săn thần vật khác, nhưng hiện tại người không thể không quay đầu lại, bắt đầu há mồm ăn những miếng thịt do quy tắc không ngừng đưa ta. Các hệ thống giáo hội khác, chẳng hạn như mưa rơi xuống trái đất, bay hơi bởi mặt trời, trở lại bầu trời và sau đó lại rơi xuống. Mặc dù sẽ có khí hậu khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt, chúng có thể duy trì một chu kỳ như vậy hầu hết thời gian. Mà từ khi tiến vào kỷ nguyên này, vòng tuần hoàn này của chúng ta gần như đã bị phá vỡ. Người không còn hấp thụ sau đó phản bổ nữa, mà là trực tiếp đâm chết con chó săn trước kia rồi bắt đầu ăn thịt. Người ăn càng nhiều, cả vòng tuần hoàn sẽ trở nên suy yếu. Tiếp theo chỉ có càng ngày càng ít người có cơ hội hợp nhất thần chủ dưới quy tắc này. Rasma, lẽ ra ông nên xem nhiều ghi chép của đại tế, tự vĩ đại trong lịch sử, ông có phát hiện ra hay không? Có. Rasma lập tức trả lời, ta có xem qua ghi chép của bọn. Mỗi lần đọc kinh nghiệm của bọn, ta không ngừng phát ra lời cảm thán, tại sao bọn họ ngốc như vậy nhưng lại dễ dàng tấn chức trưởng lão và bước vào thần điện kỷ luật dễ như vậy chứ? Đúng vậy. Nếu như ở kỷ nguyên trước, Rasma ông đã sớm có thể vào thần điện, cũng đã sớm ngưng tụ xuất thần cách. Vậy còn ông thì sao? Ông ngưng tụ ra ba cái. Mới vừa hỏi vấn đề này xong, Rasma lập tức hối hận, bèn nói, quên đi, khi không ta lại hỏi như vậy, bởi vì ông là Dis. Bởi vì là Dis,
cho nên không nên hỏi tại sao có thể ngưng tụ ra ba cái, mà là kinh ngạc nói ra, tại sao chỉ có thể ngưng tụ ba cái. Ta ngưng tụ ra ba cái. Dis nói, tốt lắm, ta biết rồi, ta biết rồi, ta vừa mới thấy rồi. Ông làm cho trưởng lão City há hốc sững sờ như một thôn nữ chưa từng thấy thế gian. Ta ngưng tụ ba cái. Ta biết rồi, nhưng mỗi một cái đều không lớn. Rasma lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi, cho nên, ý của ông muốn nói là, ở kỷ nguyên trước, rất nhiều giáo hội trong thần thoại sinh ra chi nhánh, mỗi chi nhánh trong giáo hội sùng bái một vị thần. Ta cảm thấy nguyên bản của người là một giáo hội tầng trung, từ tín ngưỡng thần nguyên sinh ra đầy đủ thần cách của người. Nó có thể rất nhỏ, dù sao cũng chỉ là một chi nhánh của thần, nhưng nó phải đầy đủ. Nếu ở trong thời đại đó, ông sớm đã là trưởng lão của thần điện rồi, mà ta chính là một nhánh của thần. Rasma nhíu mày, lão nghi hoặc hỏi, rốt cuộc ông đang khen ta hay tự khen chính mình thế? Khen ngợi ai bây giờ có ích lợi gì sao? Ừ, đúng là không còn ý nghĩa, nhưng tại sao lại nói cho ta những lời này? Bởi vì do ông hỏi trước. Chậc, vậy cứ cho rằng ông nói cho ta trước, được không? Được, vậy tại sao lại muốn nói với ta những điều này? Phải biết rằng, bây giờ ông chính là một kẻ phản giáo, mà ta chính là đại tế tự của giáo hội, bởi vì ông từng là đối thủ của ta. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 293, quãng đời còn lại, đừng khiến mình oan ức. À. Rasma hít một hơi thật sâu, hỏi đây là lời thật lòng đúng không? Ta yêu cầu ông không tiếp tục hỏi nữa. Được, ta không hỏi nữa. Tới nhà của ta rồi. Hai người đã đến trước cửa nhà đường số 13 phố Mai. Muốn vào ngồi không? Dis hỏi. Không vào, ta sợ ông sẽ treo cổ ta trên cây thánh giá. Ha ha, có cần ta chăm lo nhà cửa của ông giúp không? Ta rất thích ông đứng phía dưới, ánh mắt nhìn theo ra khỏi nhà ta. Được, đã biết. Dis đẩy cổng ra, đang chuẩn bị bước vào. Lúc này, Rasma hỏi Dis. Dis, ông nói xem, chúng ta có thể thay đổi nó được không? Ý của ta là, kỷ luật và giáo hội của chúng ta. Dis dừng động tác lại, nói, mấy kỷ nguyên này, ông, có từng nghe người nào nói có một giáo hội cải cách từ dưới lên trên thành công không? Không có, một cái cũng không có. Giáo hội là phần mở rộng của thần ở nhân gian. Không thay đổi thần thì không có cách nào thay đổi giáo hội. Vậy không có cách nào sao? Ánh mắt của Dis trở nên thâm thúy, trả lời, không nhất định. Bởi vì theo ý của ta, giáo hội kỷ luật của chúng ta chưa đợi được chân thần đích thực. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Karen ngồi trước bàn đọc sách, thân thể khẽ run lên. Mãi cho đến khi, anh đợi được một giọng nói quen thuộc vang lên, ta đã trở về. Karen tháo mặt nạ xuống, hốc mắt có chút phiếm hồng. Cháu khóc. Dis nói, không phải, là do cháu dị ứng với chất liệu gỗ của mặt nạ này. Karen đứng dậy, đi đến hỗ trợ đỡ Dis. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt lúc này của Dis tái nhợt. Bây giờ ông nội thật sự rất giống một ông lão. Ông nội, ông ngồi đi. Không ngồi, ta muốn quay về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát. Được rồi, ông nội. Karen đỡ Dis vào phòng, Dis dựa vào giường ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường. Mọi việc ta đã giải quyết xong xuôi. Cháu biết ông nội sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cái nhà này không sao, cháu cũng không sao. Là bởi vì lựa chọn của cháu mới khiến ông nội khó xử sao, hoặc có thể nói là hại ông nội trả giá thật nhiều. Karen, cháu có biết nỗi đau lớn nhất của một người già là gì không? Ông cứ nói đi, cháu nghe. Là chính mình đã già rồi, không thể giúp gì cho con cháu. Thật ra ông đừng nên có loại suy nghĩ này. Gia đình này bởi vì ông mới được êm ấm như thế. Ông nội, ông biết không, cháu thích gia đình này và phong cách gia đình mà ông mang đến cho gia đình này. Dis nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt của ông rơi vào PALL theo bên cạnh chó lông vàng vào từ trước. PALL nhảy lên giường, đi tới trước mặt Dis, trong mắt ẩn ực nước mắt. Con mèo này thật sự đã dõi theo Dis lớn lên. Hôm nay ta đã đánh City. PALL hơi sửng sốt, nhếch miệng muốn cười nhưng sau đó sửa thành bĩu môi, nói, ta đã quên mất ả tiện nhân đó rồi. Tay của Dis đặt lên đùi chính mình, PALL vươn móng vuốt đặt lên lòng bàn tay của Dis.
Ball nói, yên tâm, ta sẽ chăm sóc Karen thật tốt. Dis ngẩng đầu, nhìn về phía Karen, dặn dò anh, hứa với ông nội một điều kiện, phải chăm sóc cho Ball thật tốt. À, chăm sóc cho Phổ Nhị. Ball nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Được rồi, ông nội. Dis nhìn con chó lông vàng đang vô cùng ngoan ngoãn ngồi dưới đất, ánh mắt hơi trầm xuống, thật ra, tà thần cũng không có gì đặc biệt. Chó lông vàng lè lưỡi, cười ngây ngô, ta vẫn luôn cho rằng tà thần không phải thần linh, bởi vì vị thần chân chính sẽ được đặt trong miếu và được tín đồ thờ phụng, làm sao lại có thần lén lút. Nụ cười của chó lông vàng dần dần nhạt đi. Ngươi luôn cho rằng ta đang tù đày ngươi, nhưng theo những gì ta nghĩ, ta đang cho ngươi một cơ hội. Môi của chó lông vàng bắt đầu run nhẹ, lộ ra một vài cái răng trắng. Trong thời đại mà các vị thần không xuất hiện, nếu ngươi có thể xuất hiện, thì đó chính là cơ hội của ngươi. Gâu, chó lông vàng giận dữ sủa lên. Dis mặc kệ con chó, ánh mắt nhìn về phía trước, không có tiêu điểm cụ thể, chuyện trong nhà ta đã sắp xếp xong xuôi, chuyện bên ngoài ta cũng đã an bài thật tốt. Đương nhiên không thể sắp xếp mọi việc thật hoàn mỹ, nhưng cũng không tồn tại quá nhiều sơ hở. Nhưng mà cuộc sống vốn là như thế, không phải sao? Đúng vậy, ông nội, như vậy cuộc sống mới trở nên thú vị. Luôn luôn có sóng gió cần chính bản thân mình phải vượt qua, luôn luôn có chút sóng lớn cần chính mình chinh phục, luôn luôn có chút cảnh sắc để người khác miêu tả. Cho dù là dùng máy ảnh chụp được nhưng cũng không đáng giá bằng tự mình đi đến đó. Karen, thế giới này, cháu xứng đáng với điều đó. Cháu hiểu rồi, ông nội. Nói câu không chịu trách nhiệm. Nếu có thể nhận biết cháu sớm hơn, cháu cũng có thể sớm trở thành người nhà của ta. Có lẽ, mọi thứ trước mắt đều có thể thay đổi. Nói không chừng ta sẽ lựa chọn tiến vào thần điện kỷ luật, cháu cũng tiếp nối theo ta tiến vào giáo hội kỷ luật. Ta sắp xếp các loại quan hệ cho cháu mọi sự quan tâm. Ta cho cháu nhiều loại tài nguyên, khiến cháu chất chất thành một đống. Đáng tiếc, chúng ta biết nhau quá muộn. Ông nội, trước kia cháu cũng từng ảo tưởng một cuộc sống như vậy, nhưng sau này cháu phát hiện cuộc sống như vậy không hề có ý nghĩa gì cả. Đôi khi quá coi trọng vào kết quả sẽ bị đánh mất quá trình. Tuy có nhiều người cảm thấy không có kết quả thì quá trình sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng cháu nghĩ rằng nếu không có kết quả của quá trình, sẽ không nếm được vị ngọt của nó. Dis gật đầu nói, tuy phép so sánh này có hơi khó hiểu, nhưng ta vẫn hiểu được ý của cháu, tốt lắm. Bởi vì trong ngữ hệ Marley, kết quả và quả không chung một chỗ. Mặt trời đã xuống núi, ánh sáng và bóng của mặt trời lặn xuyên qua những cành cây ngoài cửa sổ, rải rác trên nền nhà, tạo thành những đốm màu cam, tô điểm cho ngôi nhà thêm vẻ cổ kính. Karen, cháu trai của ta. Dis cầm tay Karen, đáp ứng ông một việc. Ông cứ nói, từ nay về sau, đừng khiến mình trở nên oan ức. Dis vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Karen, ông chậm rãi nhắm mắt lại, ông nội mệt rồi, muốn ngủ một lát. Nhưng nếu sau này cháu gặp cục oan ức không thể nuốt trôi được, đừng sợ, cháu hãy về nhà, đánh thức ông nội dậy. Chương 294, vô đề, 1. Bác sĩ vừa rời khỏi, cô Winnie ngồi bên giường của ông nội, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau trán giúp ông. Karen, chú cháu mình ra ngoài một lát, chú Mason nói. Karen đứng lên, đi cùng chú Mason ra ngoài phòng ngủ. Ngay sau đó, chú Mason lại mở cửa phòng ngủ của Karen ra, tỏ ý bảo Karen theo chú ấy vào trong. Hai chú cháu ngồi đối mặt nhau, Mason ngồi ở trên giường, Karen đẩy cái ghế bên trong bàn đọc sách ra, ngồi đối diện với Mason. Chẳng ai trong chúng ta dự liệu được chuyện này lại xảy ra với ông nội cháu. Karen gật đầu một cái, thật ra anh đã dự liệu được, hơn nữa đối với kết quả trước mắt đã là tốt hơn nhiều so với tình huống xấu nhất mà chính anh từng nghĩ đến. Bởi vì ước định của ông nội đã được hoàn thành, anh trở lại rồi, ông nội còn nói anh có thể sẽ bị thức tỉnh. Nhưng cái giá của sự thức tỉnh, thế nhưng Karen cảm thấy bây giờ đánh thức ông nội cũng đồng nghĩa với việc đánh thức những cái xác bình thường hồi tỉnh. Khi chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong cơ thể bọn họ đã được sử dụng hết, bọn họ sẽ thật sự biến thành những cái xác không hồn theo đúng nghĩa. Đây chính là bi ai sao? Không, bởi vì có xác suất tỷ lệ, nên trái lại còn là một niềm vui bất ngờ. Ông nội vẫn còn khả năng tỉnh lại, ông sẽ không chết, mãi mãi không rời đi. Cho nên Karen đang kiềm chế không để bản thân chìm trong đau thương,
cố gắng giữ cho nội tâm của mình luôn tràn đầy hy vọng tích cực. Ông nội đã làm hết tất cả mọi thứ cho anh, con đường sau này anh phải tự đi trên đôi chân của mình, có điều gì đang chờ đón anh nơi cuối con đường. Trước kia còn có thể có chút mông lung, nhiều hơn nữa chính là kiến thức phong cảnh, mang cảm giác tùy tính. Bây giờ, mục tiêu kiên định phía trước chính là phụng dưỡng cha mẹ. Disinmoris nói, ở bên ngoài không chịu nổi uất ức thì quay về tìm ông. Nhưng Karen nghĩ là, việc đầu tiên khi đánh thức Disinmoris dậy, anh sẽ hỏi xem bữa tối ông muốn ăn chút gì không. Karen, chú Mason phát hiện dường như Karen có vẻ thất thần. Vâng, chú nói tiếp đi. Hầy, ông nội cháu đã thành ra thế kia, bác sĩ nói đã là người lớn tuổi thì rất dễ dàng mắc bệnh. Có thể 1-2 tháng sau mới tỉnh lại được, cũng có thể sẽ không tỉnh lại nữa, mãi mãi nằm liệt trên giường. Vâng, thế nên cháu đừng nên đi Win nữa, ở lại đây, sống cùng chú thím, chúng ta cùng cử hành tang lễ ổn thỏa, được không? Karen trầm mặc. Sao thế, cháu vẫn còn muốn đi ngoài? Vâng chú ạ. Karen nhìn thẳng vào mắt chú Mason. Thật sự chú chẳng thể hiểu nổi Karen à. Chú, đây là chuyện mà trước kia ông nội sắp xếp. Karen chỉ có thể lần nữa nhắc đến ông nội, nếu như anh còn tiếp tục ở lại phố Minh cũng chỉ có thể ngày ngày chăm sóc bên giường ông nội. Ngày ngày ngồi bên ông trò chuyện một lát, nhưng cứ như vậy thì ông nội cũng chưa chắc đã có cơ hội tỉnh lại. Bốp! Chú Mason vỗ tay một cái, cắn răng, dang rộng hai cánh tay, đôi mắt chứa tràn nước mắt, nói, bây giờ cuối cùng chú cũng hiểu tâm trạng của anh trai sau khi thấy lựa chọn cuối cùng của chú và Minnie. Chú! Cháu biết bây giờ đã đến lúc cháu nhất định phải đi. Không không không, Karen, cháu hiểu lầm rồi. Chú Mason lấy tay lau đi ánh mắt, lộ ra nụ cười. Cháu cứ thoải mái buông bỏ tất cả. Chuyện trong nhà đã có cô chú đây. Chắc chắn sẽ luôn có người túc trực chăm nom ông nội. Việc này cháu có thể yên tâm. Cháu đi ngoài đi, đừng nên có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Thật đấy, trừ phi cháu không tin chú thím và cô của cháu. Chú Mason vỗ ngực một cái, đứng lên, đi tới trước mặt Karen, khom người, đặt hai tay lên vai anh. Nhà là nơi có thể ràng buộc cháu nhưng cũng là thứ mãi mãi không muốn trở thành gánh nặng của cháu. Anh hai, chúng ta cứ thế này hình như không được ổn lắm. Ừ, đối với anh cả thì quả thực không ổn. Trên bậc thang, vẫn là thanh niên Winnie và Mason đang xếp hàng ngồi ở đó. Em nghĩ vậy đấy, xin lỗi anh cả. Winnie nói. Ngay cả cơ hội để lựa chọn anh ấy cũng không có. Hay là chúng ta quay lại phòng của cha lần nữa, lần này để cho anh cả chọn trước. Vô ích thôi, chúng ta đã chọn thì dù anh cả có chọn trước cũng sẽ chọn ở lại trông coi trại tang lễ. Có phải chúng ta đã quá ích kỷ rồi không? Này, Mason, Winnie, ngồi ở đây nói chuyện gì thế? Một giọng nói trong treo truyền tới từ sau lưng Mason. Ngay sau đó, hai cánh tay hạ xuống cùng khoác lên vai Mason và Winnie. Hai người họ nghiêng đầu nhìn về phía giữa, khuôn mặt ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu. Không cần phải cảm thấy quá gánh nặng, nếu đã quyết định ra đi thì hãy buông xuống tất cả, đi nhìn ngắm những thứ hay tuyệt vời bên ngoài, ở nhà, có tôi và anh trai. Nhà mãi mãi là thứ ràng buộc ta, nhưng lại luôn không muốn trở thành gánh nặng của ta. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 295, Vô Đề, 2. Đường Phố Minh, nhà thờ, công việc tu bổ đã được tiến hành, chủ yếu là cưỡng chế kéo khe rãnh ở giữa ra ngoài. Rasma chải chuốt tóc tai, chỉnh lại bộ râu, hôm nay lão mặc một bộ áo choàng cha xứ, trông nghiêm nghị và đứng đắn hơn rất nhiều. Không còn giống một lão già với chiếc áo khoác da rách dưới cũ kỹ khoác trên mình như trước nữa. Mang lại cảm giác nếu không phải đang chuẩn bị đi tới cửa hàng điểm tâm thì cũng là vừa từ trong cửa hàng điểm tâm bước ra vậy, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy vẻ gì là một lão già đứng đắn. Dĩ nhiên, hình tượng của lão trông sẽ tốt hơn nếu như lúc này lão không phải đang vắt chân chữ ngũ trên băng ghế ngồi cắt móng tay. Ở trước mặt Rasma là tiểu đội trưởng Simon đứng ngay ngắn. Nhân viên sơ tán, đã sắp xếp xong xuôi chưa? Rasma hỏi. Hồi bẩm đại tế tự, đã sắp xếp xong xuôi, đã sơ tán khỏi thành phố La Dài. Ừm. Chỉ là, tôi vẫn kiến nghị nên thiết lập một điểm quan sát liên lạc chuyên dụng trên phố Minh kể. Đừng có ngu ngốc. Vâng, nhà của Disinmoris,
Dismirais sẽ tự theo dõi, dù cho hiện giờ ông ta vẫn đang ngủ say. Do vậy nên cậu mới muốn phái một đội quân quay lại giám sát chặt chẽ cả nhà lẫn người nhà lão ta, cậu có thể bảo đảm ông ta sẽ không phát hiện sao? Ông ta đã nói rất rõ ràng, hy vọng rằng người nhà ông ta có thể rời khỏi vòng xoáy của giáo hội mãi mãi, ba vị trưởng lão ở thần điện cũng đã đồng ý rồi. Simon, đừng bao giờ cố tỏ ra thông minh, bởi vì việc làm ấy trong mắt những người thông minh thực sự trông cực kỳ ngu ngốc. Vâng, đại tế tự đại nhân, tôi hiểu rồi. Ta lấy danh nghĩa đại cúng tế, ra lệnh cho cậu không được đặt điểm quan sát trên đường phố Min. Vâng, đại nhân. Rasma gật đầu một cái, tiếp tục quan sát đám công nhân đang thi công trước mặt. Simon không nhịn được hỏi, đại tế tự, bộ đồ ngài mặc là. Dismirais ngủ rồi, ta chuẩn bị thay thế vị trí cha xứ của ông ta ở đây. Chuyện này, tôi cũng không cần hỏi gì nhiều trong chuyện này, hơn nữa tôi cũng sẽ không ở lại quá lâu. Trưởng lão Geller đã đồng ý, còn mong rằng tôi có thể tìm kiếm những bước đột phá mới trong những ngày tôi làm linh mục ở giáo đường này. Nhưng Dismirais lại ngưng kết được ba mảnh vụn mai thần, ta không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần một mảnh là được rồi, nói không chừng nơi này còn lưu lại một vài thứ của Dismirais có thể giúp tôi. Có đại tế tự ở đây, mọi việc nhất định sẽ ổn định. Cho nên mấy cái móng vuốt chó của cậu có thể thu lại được rồi đấy. Rasma thổi thổi móng tay lão mới sửa xong, không cẩn thận thì móng tay cũng bị tôi cắt ra máu. Tôi hiểu rồi. Simon rời đi. Nhìn bóng lưng anh ta rời đi, trong mắt Rasma toát ra một tia phiền muộn. Thật ra lão không thích kiểu tiết mục tranh quyền đoạt lợi này, nhưng ở trong thần giáo, những thứ này sẽ mãi mãi không thể thiếu. Ví dụ như cái tổ chức đòn roi của kỷ luật này, thật ra nó độc lập với giáo hội. Người trực tiếp lãnh đạo là một vị trưởng lão có vai vế rất cao trong thần điện, cụ thể đó là ai thì Rasma cũng không biết. Ngoài ra, trong giáo hội còn có rất nhiều phe phái được hình thành do bất đồng về lợi ích và nhận thức giáo lý. Dĩ nhiên cũng tồn tại những gia tộc thừa kế của giáo hội có quan hệ huyết thống, một vài hệ phái và người thân sinh trong gia tộc giờ phút này cũng đã tập trung trong thần điện. Điều này khiến lão đại tế tự phải nhổm dậy, kỳ thực cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Vốn dĩ quyền lực không thể nào được nắm chọn, và nhiều khi bạn chỉ có thể trở thành một bình hoa bất động chỉ được bày trên chiếc bàn kia. Rasma cúi đầu xuống, tiếp tục mài giũa bộ móng tay. Lúc này, một người công nhân đứng bên cạnh chống sẻng xuống đất, quẹt tay lau mồ hôi, quay sang coi Rasma như một cha xứ bình thường mà cười nói, cha xứ, trong lòng con vẫn luôn suy nghĩ, con cảm thấy trong đời con chưa từng thích giao du với mọi người, cũng không thích những chuyện phiền phức đó. Chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để nội tâm mình được yên bình. Cho nên, con có thể tham gia giáo hội không? Hoặc là, con có thể tìm kiếm được sự bình yên trong giáo hội không? Rasma không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời, con càng muốn trốn tránh điều gì, đợi đến khi gia nhập giáo hội, con sẽ phát hiện bản thân sẽ càng phải đối mặt với điều đó nhiều hơn. Rasma vừa nói vừa cười, tiếp tục đáp, một con cá sống trong dòng suối nhỏ đều cảm thấy không tự do. Chẳng lẽ nhảy vào trong một áo cá nhỏ hơn là có thể tự do sao? Cậu muốn đi theo? Hoven tiên sinh chỉ vào Anfet nói. Anfet gật đầu. Cô không định đi cùng sao? Hoven tiên sinh hỏi phu nhân Molly. Phu nhân Molly gật đầu nói. Tôi không tính đi. Tôi muốn ở lại giúp thiếu gia trông nhà. Một lựa chọn thông minh. Hoven tiên sinh bình luận. Giúp trông nhà. Không nói đến việc ung dung thoải mái. Sau này khi luận công, cô cũng sẽ góp không ít. Thật ra thì tôi không suy nghĩ nhiều như vậy. Phu nhân Molly giải thích, chỉ là cảm thấy lão gia Dismirais đã nằm xuống, thiếu gia rời nhà đi tới White chắc chắn sẽ không yên tâm chuyện nhà cửa, cho nên tôi định ở lại. Ừ, Hoven tiên sinh gật đầu một cái, cô rất thiết thực. Còn cậu ta, Hoven tiên sinh chỉ sang Anfet, về phần cậu ta thì có nhiều cách hơn. Ông nói đúng, tôi đối với tương lai của thiếu gia thì tha hồ suy nghĩ, cho nên tôi muốn ngày ngày được ở bên cạnh thiếu gia cùng đi du ngoạn. Trong nghĩa trang Oak Hill, tận mắt Anfet đã thấy sự đáng sợ của Dismirais, nhưng đồng thời anh ta cũng được chứng kiến sức mạnh tri thức của Hoven tiên sinh. Mặc dù một giờ trước vừa từ mộ bò ra ngoài, mà chỉ trong 15 phút, ông ta đã chuẩn bị xong một trận pháp phong ấn tà thần. Tôi đã đưa cho Karen một bộ trận pháp cơ bản, cậu cũng có thể theo đó học hỏi một chút. Cậu có con mắt ma mị nên học hỏi hay ghi nhớ hẳn sẽ rất nhanh. Thứ tài năng thiên phú này không phải để cậu đi khoe khoang,
Nếu tài năng không đi đúng con đường để bản thân không ngừng tiến bộ thì thật là lãng phí. Vâng, những lời ngài nói tôi đều nhớ, tôi sẽ cố gắng trau dồi năng lực bản thân để có thể trợ giúp nhiều việc hơn cho thiếu gia. Chương 296, vô đề, A. Hovind nhìn sang đồng hồ treo trên vách tường, chậm rãi khạc một hơi, nói, thật muốn nhìn thấy Dis in Moraes. Bây giờ ngài có thể đi. Alfred nói, tôi đã kiểm tra qua, ngoài nhà rất sạch sẽ. Không phải tôi đang lo cái đó, tôi nhớ Dis in Moraes trong tâm trí của tôi luôn có dáng vẻ tự tin trầm ổn. Tôi không muốn nhìn thấy Dis in Moraes nằm trên giường. Lão gia Dis in Moraes quả thực là một người rất tôn kính. Alfred nói, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô. Một chiếc xe tang dừng lại trước số nhà 128 đường phố Min. Karen đẩy một chiếc cáng xe đi vào. Tiếng giày cao gót của phu nhân Molly lạch cạch bước xuống lầu, mở cửa. Hôm nay cô mặc đôi tất đen, mang đôi giày cao gót màu đỏ, bởi vì cô nhớ lần trước dường như thiếu gia không thích đôi giày bình thường của cô cho lắm. Cho nên trước khi thiếu gia rời khỏi thành phố La Giai, cô muốn khắc sâu chút ấn tượng trong lòng thiếu gia. Nhưng Karen chỉ cười xã giao với cô một tiếng, không để mắt xuống chân cô, sau khi giao chiếc xe cáng cho cô thì trực tiếp đi vào phòng khách. Hovind tiên sinh thấy Karen tới bèn vịn tay vào ghế đứng dậy, nói, Dis in Moraes ngủ rồi, ta cũng nên đi hỏa táng thôi. Hãy còn sớm, sao không ngồi thêm chút nữa? Karen mỉm cười nói, không nán lại nữa, hiện giờ ta cảm nhận rõ sự không minh mẫn của đầu óc rồi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì chắc sẽ mất mặt lắm. Thôi được, thưa ông. Alfred và phu nhân Molly đặt bốn bánh xe của chiếc cáng xuống, Karen đỡ Hovind tiên sinh nằm lên. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Alfred, Karen đưa cáng xe của Hovind tiên sinh tới chiếc xe tang. Trước khi lên xe đi, Karen cố tình nhìn về phía phu nhân Molly, hỏi cô muốn ở lại sao? Đúng vậy, thiếu gia, trong nhà không thể không có người trông nom. Tôi sẽ tiếp tục lấy thân phận trợ thủ của phu nhân Molly giúp thiếu gia trông coi thật tốt căn nhà này. Ngoài ra, Hovind tiên sinh đã chỉ cho tôi một cách có thể bí mật sử dụng hệ thống gửi thư theo nguyên lý thần giáo. Sau khi thiếu gia đến Wai cũng có thể dùng cách này để viết thư gửi về cho gia đình. Được, vất vả rồi. Karen hơi chần chừ, vẫn hướng phu nhân Molly đang đứng yên ở đó. Cảm ơn cô, phu nhân Molly. Thiếu gia đừng quá khách khí, đây đều là việc tôi phải làm. Thiếu gia, cần tôi đi theo xe không? Alfred hỏi. Không cần. Vâng, thiếu gia. Karen ngồi vào khoang điều khiển, khởi động xe tang. Xe đi khỏi đường phố Min, mục tiêu là lò hỏa táng Hill, nay là lò hỏa táng In Moraes do Paul quản lý. Hovind tiên sinh nằm trên cáng xe, cười ha hả nói, Dis In Moraes vẫn khỏe chứ? Ông nội ngủ rất say. Chuyện trong nhà cháu cứ yên tâm đi, dù cho Dis In Moraes đang ngủ, thì một con mắt của ông ấy cũng vẫn sẽ luôn dõi theo người nhà. Cháu biết, cháu tin tưởng ông nội. Ừ, đi tới Wai nhìn ngắm xem có thích hay không. May mà cháu biết nấu cơm, thức ăn ở Wai thật sự là không ngon. Cháu có nghe nói. Nếu như cuộc sống ở nơi đó thật sự ổn định, kỳ thực cháu có thể xem xét tiếp tục cuộc sống ở nơi ấy như một người bình thường. Ta cảm thấy đấy chính là suy nghĩ thực sự của Dis in Moraes. Cháu biết, nhưng cháu muốn sẽ có một ngày cháu có thể trở về đánh thức ông nội. À, tốt. Ông Hovind bằng cách nào đó có thể giống như ông nội. Không có cách nào, ta và Dis in Moraes không giống nhau. Thật ra thì ta giống một người bình thường hơn, chẳng qua chỉ là hiểu biết nhiều hơn chút mà thôi. Cháu cũng không cần suy nghĩ giúp ta. Ta đã sống một cuộc đời rất tuyệt vời, cũng đã chết tới hai lần, cũng đã thử qua một lần thổ táng lẫn hỏa táng, còn đáng giá hơn so với cuộc sống của nhiều người. Vâng, xe tang dừng chân trước lò hỏa táng In Moraes. Ông muốn đi vào ngay bây giờ, hay là nằm thêm một lát nữa? Nằm thêm ít phút nữa đi, có mấy lời ta đang suy nghĩ liệu có nên nói với cháu hay không. Đến khi đứng trước cửa lò hỏa táng ta mới nghĩ kỹ được, nên nói thì cứ nói vậy, cũng là kẻ chết hai lần sắp hóa thành cho bụi rồi. Được, Karen đi tới bên cáng xe của Hovind tiên sinh. Karen, quyển sách ánh sáng trật tự này cháu đã xem qua chưa? Cháu xem rồi, đã xem đi xem lại nhiều lần. Lần thứ nhất, nghĩ là sách MLM nên chỉ lật qua loa một lượt. Sau, khi biết đây là sách tham khảo khoa học phổ thông, Karen đã mất một tháng đọc trước buổi tối. Vậy cháu nói cho ta biết trong trật tự ánh sáng,
câu chuyện khiến cháu ghi nhớ sâu sắc nhất là gì? Ta đang nói về phần khái quát thần thoại. Phần khái quát thần thoại, ký ức hãy còn mới mẻ. Karen hơi suy nghĩ, sau đưa ra câu trả lời, một chuyện là thần kỷ luật đã cho con gái Ankara của mình 3 tấm dấu trang màu tím. Một chuyện khác là thần kỷ luật ném người con gái phạm sai lầm của mình vào miệng thú dữ để trừng phạt, đó là nguồn gốc của tên gọi trật tự ánh sáng. Ừ, Hoven tiên sinh bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay Karen, trong 5 ngón tay ông có ngón cái và ngón trỏ đã không thể cử động, nhưng ngón giữa, ngón áp út và ngón út nắm rất chắc. This in Marais đã cho cháu dấu trang sao? Đã cho. Mấy tấm? 2 tấm. Một tấm vẫn còn ở chỗ cháu, cháu không viết lên, giữ lại cất kỹ làm vật quý giá. Một tấm khác đã cho mẹ của tiểu thư Eunice. Thật ra thì còn có một tấm. Còn có một tấm. Phải, tấm dấu trang thứ 3 hiện đang nằm dưới mắt của This in Marais đang nằm trên giường ở nhà. Chính bởi vì tồn tại tấm dấu trang thứ 3 này mà người của giáo hội kỷ luật mới không làm ảnh hưởng đến gia đình Inmerice, nhà Inmerice mới có thể trải qua cuộc sống bình thường như bao người khác. Đúng vậy, ông nói rất có lý. Nghe This Inmerice nói, cháu từng so sánh con thú dữ đó với con mèo đen trong nhà. Đúng vậy. Cháu cho rằng thần kỷ luật dối trá, kỳ thực ngài không hề trừng phạt Ankara, con thú dữ kia có thể là vật nuôi trong nhà. Cho nên có thể ngậm lấy Ankara đưa đi trốn ở nơi khác, cho nên trật tự ánh sáng là giả. Đúng vậy, giống như là con mèo PALL nhà cháu sắp đưa cháu đi quay vậy. Vẻ mặt Karen bỗng khựng lại, cụ khụ khụ. Hoven tiên sinh bắt đầu ho khan kịch liệt, nhưng ông vẫn cố nhịn được, nói, Karen, cháu có phát hiện ra không? Hai chuyện mà thần kỷ luật với Ankara kia, thật ra thì This in Marais cũng làm như vậy với cháu. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 297, rời khỏi nhà, về nhà, 1. Gió biển mang theo vị mặn và hơi ẩm, cuốn con tàu chở khách ra khỏi khói ám, giống như từng chiếc bánh đa nem nóng dính, dính từng tầng lên khuôn mặt của bạn. Trên tầng một boong tàu, vũ khúc cuồng nhiệt tạo ra tạp âm áp chế tính xấu của sóng biển, lại thành công khiêu khích những người thích yên tĩnh trên con tàu trở nên nóng nảy. Trên tầng 2 boong tàu, trai gái quấn lấy nhau, đứng phía trên bọn họ, bạn có thể nghe thấy khẩu âm của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Nhưng cũng không cản trở bàn tay của đàn ông bắt đầu dần dần không quy củ, cũng không ảnh hưởng đến phụ nữ cố tình giả bộ xấu hổ nhưng lại chào mời. Kể cả trước đó bọn họ còn đi dạo với chồng hoặc vợ của mình trên boong tàu, nhưng không cản trở bọn họ tìm kiếm chân tình tạp, thời của mình. Thậm chí Karen còn để ý đến ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý giữa hai đôi trai gái ở hướng Nam Bắc dưới boong tàu tầng 2. Đây mới là bình đẳng vợ chồng thực sự, mọi người đều có thú vui, mọi người cũng đang vui chơi. Anh quay người, lưng dựa vào lan can. Karen ngắm con chim biển đứng trên lan can phía trước mình, lông chim màu xanh lam nhạt, cái cổ cao ngạo, vừa hay đứng ở hướng hoàng hôn mà Karen đang ngắm, tạo nên một vẻ đẹp như bức tranh sơn dầu. Sau đó, gâu, kim mao phi lao đến, chim biển bị kinh sợ bay đi. Ấy, Karen thở dài, nhắm mắt lại. Kim mao ngồi xổm trước mặt Karen, nghiêng đầu chó, thắc mắc nhìn chủ nhân của mình. Cách đó không xa, VALL nằm sấp trên chiếc phao cứu sinh treo trên tường, thở dài, chó được tăng chỉ số thông minh cũng không hiểu nghệ thuật. Lúc này, một con chim biển hạ cánh trước mặt VALL. Mèo. BALL lao đến, giơ móng vuốt đánh mấy cái lông chim của chim biển, dọa chim biển sợ vội vàng bay đi. Bà giúp việc già đi đến, chính là bà giúp việc đã từng bị Anfes giáo huấn ở trong sân viện nhà Eunice. Eunice gọi bà ta là bà Daily. Cậu chủ, phu nhân mời cậu đến dùng bữa tối. Sau khi lên thuyền, thái độ của bà Daily với Karen tốt hơn nhiều, nhưng Karen không muốn nhiệt tình với bà ta. Cả ba tầng được phân thành hai hội trường, phu nhân Jenny bao một hội trường ở dưới. Karen đi vào phòng, lúc này phu nhân Jenny đang ngồi bên bàn ăn, Eunice chủ động đi tới giúp Karen cởi áo khoác ra và treo lên. Bên ngoài rất lạnh, nhưng trong khoang thuyền hơi nóng bức. Sau khi lên thuyền, Eunice tự nhiên bắt đầu chăm sóc sinh hoạt thường ngày của Karen, làm những việc của một người vợ với người chồng, đương nhiên, ngoại trừ việc ngủ. Thực ra, cô ấy không cần như vậy.
bởi vì lúc này tàu chở khách đang đi hướng về phía nhà của cô. Giữa nam nữ, đi đến địa bàn của ai thì người đó có đầy đủ tự tin. Bây giờ cô ấy hoàn toàn có thể thoải mái, thậm chí không cần câu nệ tiểu tiết. Đây là một loại thay đổi cảm xúc rất tự nhiên của con người, nhưng cô ấy không làm như vậy. Mặt khác, thực ra trước khi lên thuyền, Karen đã nói với phu nhân Jenny chuyện Dis in Moraes chìm vào giấc ngủ sâu. Không chỉ như vậy, Karen còn nói ra hậu quả và cái giá phải trả nếu gọi Dis in Moraes tỉnh lại. Anh đã nói hết, không hề giấu giếm. Không phải Karen không có tầm nhìn, anh cố ý làm vậy. Bởi vì có một số việc, rất có thể không giấu được. Tuy rằng gia tộc Ellen sa sút, nhưng dù sao cũng không phải là gia tộc bình thường. Bọn họ có thể không làm được quá nhiều việc, nhưng vẫn có thể làm được việc nghe ngóng. Thà nói rõ ngay từ đầu còn hơn là giả bộ ủng hộ một cách bí mật. Một ý nghĩa khác là, nếu vì Dis chìm vào giấc ngủ say, nhà In Moraes từ gia tộc kế thừa giáo hội kỷ luật biến thành gia tộc bình thường mà gia tộc Ellen lựa chọn khinh thường và hắt hủi mình. Vậy thì xin thể hiện sớm ra đi, đừng đi theo quy trình. Anh còn có tiền của chú thím, còn có thủ tục vay mua nhà. Ngoài ra, còn có một người tự đến làm người hầu tên Anfet không chỉ không lấy tiền công mà còn trả lại tiền công cho ông chủ. Không có gia tộc Ellen, cũng không phải mình không sống được, mua một chung cư ở thành phố York, làm lại từ đầu vậy. Nhưng trước mắt xem ra, thái độ của Eunice với mình không thay đổi vì biến cố gia đình mình, ngược lại còn tỉ mỉ tận tâm với mình hơn trước đây. Phu nhân Jenny, quả thật bà có hơi thay đổi, nhưng bạn không thể nói bà trực tiếp kiêu căng với mình, mà bà vốn khiêm nhường kính cẩn lễ phép với mình. Bây giờ sau khi được biết tin Dis chìm vào giấc ngủ sâu, bà tháo bỏ vẻ khiêm nhường đó, trở nên khá nhiệt tình theo kiểu trưởng bối với hậu bối. Karen cảm thấy có lẽ mình bị coi thường, bởi vì anh cảm thấy hơi thất vọng với điều này. Có lẽ là cảm giác mà nhà In Moraes cho mình thực sự quá tốt, cho nên anh không muốn thử đi tiếp xúc với nhà Ellen. Các người sớm ghét kẻ nghèo thích kẻ giàu, tôi cũng sớm xách đồ bỏ chạy. Hiện tại, mọi người tiếp tục không khí thân thiện như vậy, mình thực sự phải đến gia tộc Ellen báo danh rồi. Chương 298: Rời khỏi nhà, về nhà. 2. Nào, nếm thử miếng cá này đi, vừa câu được buổi sáng đấy. Phu nhân Jenny ra ý bảo Karen ăn cơm. Karen ăn một miếng, mỉm cười gật đầu, rất tươi ngon. Thực ra anh không thích ăn sashimi, uống rượu vang với tôi không? Phu nhân Jenny hỏi. Được, thưa phu nhân. Eunice đứng dậy, rót rượu vang giúp mẹ của mình và Karen. Đồ ăn của Win thực sự rất khó ăn, nhưng rượu của Win rất nổi tiếng. Có lẽ là vì trong lịch sử hoàng thất Win từng xuất hiện quốc vương thích uống rượu thích quần áo, nhưng chưa từng xuất hiện quốc vương thích ăn uống. Thực ra ẩm thực trước tiên phải sạch sẽ, quan trọng nhất là thói quen. Karen ôn hòa đáp lại. Tôi là người Thụy Lam, bà không cần che đậy gì với tôi. Đợi sau khi bà thực sự đến Win, tin tôi đi, bà sẽ cảm thấy người Win và cả tổ tiên vẫn luôn nghiện thịt lợn. Ha ha, nào, cạn ly, vì sự thuận lợi tối nay của chúng ta. Sự thuận lợi tối nay? Karen nghi ngờ hỏi. Ồ, phu nhân Jenny che miệng nở nụ cười. Ha ha ha, thật có lỗi, có phải tôi quên nói với cậu? Ừm, vậy bây giờ tôi nói với cậu, tối nay, chúng ta phải đổi tàu chở khách. Đổi tàu? Đúng vậy, bởi vì đêm nay con tàu này sẽ chìm, đến lúc đó sẽ có người đến đón chúng ta. Để xóa bỏ thân phận sao? Karen hỏi. Chữ xóa bỏ này dùng rất chính xác. Đúng vậy, chính là vì mục đích này. Thân phận của tôi và Eunice vốn là giả, nhưng thân phận của cậu là thật. Cậu lấy thân phận Karen để lên tàu. Cho nên xảy ra tai nạn, chúng ta nhân cơ hội xảy ra sự cố. Karen đến từ Thụy Lam biến mất trên biển lớn, còn nói đợi sau khi về đến Win, cậu cũng không cần đổi tên. Win không quá lớn, nhưng lại rất đông người. Nhưng... Ồ, không cần lo lắng sẽ làm thương đến người vô tội, con tàu này sẽ chỉ vỡ một lỗ thủng nhỏ. Hơn nữa đêm nay con tàu này sẽ đến gần đảo Sanders, ở đó có một quân cảng của Hải quân Hoàng gia Win, cứu viện sẽ nhanh chóng đến. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có một số người không may mắn, bị va đập một chút, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, không phải sao. Bà nói rất đúng, phu nhân, nhưng không phải tôi lo lắng làm thương đến người vô tội, ta lo lắng hành lý của tôi hơi nhiều. Đặc biệt là lần này tôi mang theo không ít sách, tôi không muốn làm mất hoặc làm ướt chúng. Ồ, vậy sao?
Phu nhân Jenny nhấp một ngụm rượu vang. Không vội, sau khi ăn xong, cậu có đủ thời gian để đóng gói hành lý. Acelos là nhân viên hàng hải ưu tú. Nó sẽ giúp chúng ta trông coi hành lý. Lần này tôi mang không ít đồ khô đặc sản La Giai, cũng không được để ngấm nước. Acelos, Eunice hơi kinh ngạc, là bức tranh treo trong phòng làm việc của cha. Đúng vậy, buổi tối con sẽ gặp được nó. Phu nhân Jenny cười giải thích với Eunice. Thật ra Eunice vẫn được chúng tôi bảo vệ rất tốt. Con bé biết rất nhiều chuyện, nhưng con bé chưa từng tiếp xúc qua. Thực ra, tôi cũng vậy. Karen đáp lại nói, đa số hiểu biết của anh cũng là từ sách tông giáo trong phòng làm việc của ông nội. Cần Eunice giúp cậu sắp xếp không? Phu nhân Jenny hỏi. Không cần thưa phu nhân, tôi có thể tự sắp xếp. Vậy tôi bảo Daily đi giúp cậu. Cũng không cần đâu. Vậy được, ta bảo Eunice đi gọi cậu đến đây trước một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng lên tàu. Được, thưa phu nhân, tôi biết rồi, cảm ơn bà đã vất vả sắp xếp. Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy. Khóe miệng phu nhân Jenny lộ ra ý cười, có lúc tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Người của nhà Inmerice làm thế nào để có tố chất giáo dưỡng tốt như vậy? Bởi vì, đa số người nhà Inmerice thực sự không có gì khác so với người bình thường. Cũng bao gồm cả cậu. Đúng vậy, kể cả tôi. Được rồi. Phu nhân Jenny mím môi, người bình thường yêu quý của tôi, Karen. Nhưng so với người giúp việc và con mèo con chó bên cạnh tôi mà nói, tôi thực sự chỉ là người bình thường. Karen đứng lên rời khỏi bàn ăn, Eunice cũng đứng lên đi đến cửa giúp anh mặc áo khoác. Phu nhân, tôi về trước thu dọn đồ nhé. Rời khỏi phòng, khi Karen trải qua rào chắn, thấy phía dưới Alfred đang ngồi trước đàn piano đánh đàn, bên cạnh anh ta, không ít các cô các bà và tiểu thư vây quanh, còn có mấy ông. Ball vừa bước trên lan can đi theo Karen đi về phía khoang tàu của mình vừa nói, yêu tinh radio vẫn luôn rất quyến rũ. Karen đáp một tiếng. Cậu biết không, Karen, mỗi ngày tôi nhìn thấy cậu đến phòng của Jenny ăn cơm, ta đều lo lắng. Tại sao? Ta rất sợ Jenny sẽ làm mặt lạnh với cậu, cũng rất sợ Eunice sẽ khinh thường cậu hơn trước đây. Điều cô lo lắng, thật thú vị. Tôi vẫn cảm thấy bây giờ người gia tộc tôi rất ngốc, nếu không, tôi không thể giải thích tại sao gia tộc lại lụi bại thành ra như vậy. Người trong gia tộc ngu ngốc làm ra việc ngu ngốc, không phải rất bình thường sao? Ví dụ, bởi vì chuyện Dis chìm trong giấc ngủ say, bởi vì chuyện nhà Inmerize trở nên không có giá trị, cho nên hắt hủi cậu, khinh rẻ cậu. Thậm chí, cực đoan một chút, cố ý ép cho bản thân cậu không chịu được phải giải trừ hôn ước, như vậy bọn họ không cần làm kẻ xấu. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 299, rời khỏi nhà, về nhà. Karen dừng bước chân, nhìn Ball một cái, Ball cũng nhìn Karen. Sau đó, Karen tiếp tục đi về phòng của mình. Ball sững sờ tại chỗ, sau mấy giây lập tức đuổi theo, mắng, đáng chết, Karen, có phải trong lòng cậu cũng nghĩ như vậy không? Cho nên cậu mới cố ý nói với bọn họ chuyện của Dis, nói với bọn họ chuyện nhà Inmerice, trong lòng cậu hy vọng bọn họ hắt hủi cậu, khinh thường cậu, làm mặt lạnh với cậu, khiến cậu không chịu nổi. Sau đó, cậu có thể yên tâm thoải mái nói tạm biệt với gia tộc Ellen. Quan trọng nhất là, cậu và Eunice chia tay cũng không phải vì sai lầm của cậu, bởi vì cậu có lý do chính đáng, cậu có thể chiếm đỉnh cao của đạo đức mà không phải chịu dằn vặt nội tâm mình. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Karen lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng của mình rồi đi vào, Ball theo sát phía sau, tiếp tục mắng, chính là cố ý sử dụng chiến tranh lạnh. Cố ý không cho cô ấy xuống nước, cố ý tạo ra cơ hội nổi nóng cho cô ấy, cố ý khiến cô ấy chủ động nói ra hai chữ chia tay. Sau đó cậu lập tức thuận thế đồng ý, vẫn câu đó, cô ấy đề nghị trước, cậu hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi, đúng không? Lòng dạ đàn ông các cậu thật bẩn thỉu. Karen vừa thu dọn sách trên bàn vừa thắc mắc nói, rốt cuộc cô đang nói gì, tôi không hiểu, hơn nữa sự thực là tôi vẫn đang làm tốt bản thân. Bỏ qua sự thực không nói, cậu thực sự không từng nghĩ như vậy, cho dù một chút. Không có. Không, cậu nghĩ như vậy. Ball nhảy lên bàn, cậu chủ Karen của tôi,
Bây giờ cậu đã bắt đầu coi thường gia tộc Elland rồi sao? Không có. Cậu coi gia tộc Elland là một gánh nặng, cậu muốn mình đi một cách tự do tự tại. Karen dừng động tác thu dọn sách, nhìn Pall, hiếu kỳ hỏi, tôi nhớ, cô không hy vọng tôi và cô về gia tộc Elland, bởi vì cô lo lắng tôi là tà thần, sẽ mang đến vận hạn cho gia tộc Elland. Nhưng cậu không phải là tà thần. Bây giờ tà thần là một con chó. Gâu, cút đi, meo, ở đây không có chỗ cho mày nói. Pall hét một tiếng với Kim Mao. Hiển nhiên Kim Mao vẫn rất sợ Pall, lập tức câm miệng nằm ở cửa. Dù sao khi vừa đến đây, nó đã thần phục dưới ánh mắt của Pall, kể cả bây giờ nó thông minh lên rất nhiều, nhưng ám ảnh tâm lý vẫn không thể xóa bỏ. Tôi chỉ nghe theo lời của cô thôi, Karen nói. Pall đưa tay nhẹ nhàng tóm lấy mu bàn tay của Karen, nhưng tôi nhớ lúc ban đầu, cậu bảo tôi mau chóng vác Eunice vào phòng ngủ, để cô ấy sinh cho cậu thật nhiều con. Cái, cô ấy là hậu bối của cô. Bây giờ tình hình khác rồi. Lại khác rồi. Đúng vậy, đầu tiên bây giờ cậu không phải là tà thần, tuy rằng tôi cũng không biết rốt cuộc cậu là thứ gì. Tóm lại đã vượt qua sự vật tầng thứ hiểu biết của tôi, cũng sẽ không mang đến cảm giác nguy hiểm gì. Nhưng tôi biết, Dis đã dùng nghi thức tế máu, ông ấy cố gắng ngăn chặn linh tính của người đời sau này của nhà Imerais. Sau đó thì sao? Sau đó cậu không bị ngăn chặn, hiện tại Dis chìm trong giấc ngủ sâu, cho nên những thứ vốn có rất có thể sẽ rơi hết vào người cậu. Cô thật biết tưởng tượng. Ta có căn cứ lý luận, giáo hội nguyên lý đã từng làm nghiên cứu về vấn đề này. Giáo hội nguyên lý nghiên cứu cả việc này. Đúng vậy, thậm chí bọn họ còn giúp hoàng tộc thiết kế lăng tẩm. Tôi cứ tưởng rằng giáo hội nguyên lý chỉ nghiên cứu lý luận hoặc bản chất của sự vật. Đó là chuyện mà loại người như Hoven thích làm, rất nhiều tông giáo phát triển, nó đi lệch đường. Đặc biệt là trong kỷ nguyên này, chư thần không xuất hiện, sẽ không có ai có thể điều về, chỉ có thể mặc nó phát triển. Được rồi, đúng rồi, Pall, Acelos là thứ gì? Sở dĩ anh hỏi là thứ gì, là bởi vì từ trong lời nói của phu nhân Jenny, Karen phát hiện Acelos này hình như không phải là con người. Acelos, Pall lập tức ngẩn người. Sao vậy? Acelos, nó còn sống sao? Pall bỗng trở nên thâm trầm, Jenny nói cho cậu sao? Đúng vậy, bà ấy nói đêm nay Acelos sẽ đến đón chúng tôi đổi tàu, cô vẫn chưa trả lời tôi, Acelos là cái gì? Là một con yêu quái biển to như cá voi. Yêu quái biển, còn to như cá voi. Karen hơi bất ngờ. Trong lịch sử gia tộc Elland là gia tộc cướp biển nổi tiếng, chẳng qua là sau này lên bờ định cư mà thôi, nhưng để lại một số đồng bọn và mối quan hệ trên biển lớn cũng rất bình thường. Cũng có nghĩa là gia tộc Elland hiện tại còn có thể triệu hồi yêu quái biển sao? Đúng vậy, sao thế? Không phải nói gia tộc Elland sa sút rồi sao? Đó là sa sút so với gia tộc Elland năm đó, nhưng rốt cuộc gia tộc Elland cũng không phải là gia tộc bình thường. Hơn nữa, triệu hồi một con yêu quái biển làm việc giúp, rất kỳ lạ sao? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, khiến tôi rất kinh ngạc. Chương 300, rời khỏi nhà, về nhà, 4. Ông nội nhà cậu còn có thể ngưng tụ ra 3 mảnh vụn thần thánh cơ. Ồ, ta hiểu rồi. Có lẽ là sự khiêm tốn của Dis khiến cậu tìm hiểu nhầm gia tộc Imerais có Dis rốt cuộc có địa vị thế nào trong giới giáo hội. Ngày đó là Dis giải quyết vấn đề bằng cách đàm phán, nếu ông ấy đánh nhau với 3 vị trưởng lão giáo hội kỷ luật, hơn nửa thành phố La Giai sẽ biến thành đống đổ nát một cách dễ dàng, vẫn là hai bên đều không sử dụng phép thuật bị cấm có tính ô nhiễm cực cao. Nếu Dis vẫn còn sống, hoặc là tiến vào giáo hội kỷ luật, cậu, Karen, chính là tiểu thái tử điện hạ hàng thật giá thật. Tiểu thái tử điện hạ. Ha, à, đúng là cách gọi kỳ quái. Muốn trách thì trách Dis không đưa cậu đi xem thế giới bên ngoài thực sự, khiến cậu có cảm giác như đồ nhà quê đi vào thành phố. Cũng rất tốt mà, từng bước làm quen tìm hiểu thế giới này, niềm vui khai hoang, cô không tưởng tượng được. Khai hoang cái gì? Chúng ta phải đến Win mua nông trường trồng ruộng sao? Anfes đi đến, tích lũy của tôi miễn cưỡng đủ dùng. Buổi tối Eunice đến gõ cửa, Pall dắt tay Kim Mao ngồi trên vai Karen, Anfet cõng hành lý và sách trên lưng, tất cả đều đứng đợi ở cửa phòng phu nhân Jenny. Phía phu nhân Jenny cũng thu dọn đồ đạc xong,
đứng ở tầng 3 boong tàu. Nhìn đồng hồ quả quýt, phu nhân Jenny nói, đến rồi. Phía trước tàu biển bỗng nhiên xuất hiện một làn sương mù màu xám, lập tức tầm nhìn bị kéo lại vô cùng gần. Đồng thời, một trận tiếng va đập vang lên từ đáy tàu, mọi người đứng trên tầng 3 đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên không bị ngã. Ngay sau đó, trong màn sương mù dày đặc, một bóng hình lớn màu đen chậm rãi nổi lên, nó thật sự giống như con cá voi, nhưng da của nó có lớp vảy rõ ràng. Phiền ngài rồi, Acelos vĩ đại. Phu nhân Jenny khom lưng với bóng hình khổng lồ đó. Acelos há miệng, lẽ lưỡi, đưa ra giống như chiếc thang. Mọi người, lên thuyền đi, phu nhân Jenny nói. Bà bước lên lưỡi của quái vật biển trước, Eunice nhìn Karen một cái, Karen mỉm cười với cô, ra ý bảo cô lên trước. Đợi sau khi Eunice đi lên, bà Daly xách hành lý của phu nhân và tiểu thư cũng đi lên theo. Yêu tinh radio, đi lên đi. Pall ngồi trên vai Karen ra lệnh nói. Alfred vác hành lý đi lên. Chó ngu, đi lên đi. Karen buông lỏng dây thừng, Kim Mao hưng phấn nhảy lên. Mọi người đều bước vào trong miệng của Acelos theo lưỡi của nó. Đợi khi Karen cũng chuẩn bị đi lên, bỗng nhiên Pall nhảy lên lan can, lên tiếng nói. Ông không phải là Acelos. Lúc này, một con mèo đứng lên lan can, đối diện với một con quái vật biển còn to hơn tàu biển. Khi nghe thấy câu này, đôi mắt khổng lồ của Acelos bắt đầu nhìn xuống, trước đó thực ra nó không từng nhìn những người nó đến đón. Ta chính là Acelos, giọng nói bực bội chậm rãi vang lên. Không, ông không phải, Acelos không thể nào không nhận ra tôi. Pall ngẩng đầu mèo nói, Pall. Acelos trầm mặc, sau đó giọng của nó lại vang lên, người mà cô nói, có lẽ là cha của tôi. Cha của ông ấy đâu? Pall hỏi, cha tôi đã trở về với vòng tay của đáy biển u tối. Acelos, ông ấy chết rồi ư? Pall cúi đầu mèo, đau lòng tự nhủ, đúng thế, nhiều năm như vậy, làm sao Acelos có thể sống đến bây giờ? Cha tôi đã từng nói với tôi rất nhiều chuyện quá khứ, bao gồm một tiểu thư tôn quý nhất gia tộc Ellen. Cha từng nói, thời gian ngao du biển lớn với tiểu thư đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất cũng là tự hào nhất trong cuộc đời ông. Cha nói, khi rời nhà lên bờ, vị tiểu thư tôn quý đó đã nói, đợi thời gian nữa, sẽ gọi ông ấy ra đưa cô ấy về nhà. Cha đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không thể đợi, được tiểu thư đó triệu hồi. Xin lỗi, Acelos, Pall lẩm bẩm nói. Trước khi chìm vào biển sâu u tối, cha đã dặn dò tôi, bảo tôi tiếp tục đợi giúp ông. Ông nói tiểu thư ở bên ngoài, sẽ có ngày chơi mệt, đến ngày đó, tiểu thư sẽ về nhà. Cho nên, cô là tiểu thư Pall tôn quý sao? Đúng, tên của tôi là Pall, cảm ơn ông đến đón tôi. Tôi hy vọng dùng cách thức cha tôi và vị tiểu thư tôn quý đó thích nhất mà ông đã miêu tả với tôi, đưa cô về nhà, được không? Tia nắng ban mai đầu tiên xuất hiện trên mặt biển, phần lớn cơ thể của yêu quái biển khổng lồ chìm vào mặt biển, chỉ có nửa cái đầu nổi lên trên mặt biển. Karen ôm Pall đứng ở đây, hú 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 hú. Hai bên má của Acelos phun ra từng cột nước, dưới ánh ban mai, kết thành ánh hào quang đan xen huy hoàng, tuyệt đẹp. Đó từng là cảnh tượng mà tiểu thư tôn quý đó thích nhất, cũng là trò chơi mà cha thích chơi nhất khi du ngoạn biển lớn cùng tiểu thư. Karen cúi đầu, nhìn Pall được mình bế trong lòng. Bây giờ nó co tròn trong lòng mình, rất mềm mại, hoặc là nói, mềm yếu. Đây là lần đầu tiên Karen nhìn thấy Pall yếu mềm như vậy. Pall ngẩng đầu nhìn Karen, nói, Karen, tôi về nhà rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.